Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Ngày 15 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, trú tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các quy định lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự. Quy trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là tiến sĩ luật kinh tế. Ông Nhưỡng được biết đến là người có nhiều phát ngôn chất vấn thẳng thắn, gai góc trước nghị trường Quốc hội, đi sâu vào các vấn đề xã hội, dân sinh pháp lý. Trước khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Bến Tre, ông Nhưỡng là vụ trưởng, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện nhiệm kỳ 2016-2021.